vừa khóc, mẹ dỗ dành yêu thương. Ngày đầu tiên đi học, em mắt ướt nhạt nhòa. Cô vỗ về an ủi, chào ôi sao thiết tha. Ngày đầu như thế đó, cô giáo như mẹ hiền. Em bây giờ cứ ngỡ cô giáo là cô tiên. Em bây giờ còn lớn vẫn nhớ về ngày xưa, ngày đầu tiên đi học mẹ cô cùng vỗ về. Một lần nữa xin được cảm ơn nữ nghệ sĩ Bảo Trâm, năm nghệ sĩ Đông Hùng cùng với tất cả các anh chị em nghệ sĩ và các bạn thiếu nhi đã mở đầu cho chương trình ngày hôm nay của chúng ta. Một lần nữa chúng tôi xin được hân hạnh chào đón tất cả quý vị và các bạn đã đến với chương trình Thay Lời Tri Ân năm 2021.